Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay của tên cầu thủ James Harden như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một chiếc vòng tay có tên cầu thủ đội bóng NBA nha. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Tên cầu thủ mà mình sẽ làm ngày hôm nay sẽ là James Harden. Về dụng cụ thì mình có một cây kéo này và một chiếc kim. Chiếc kim thì mình sẽ sử dụng để sâu những cái hạt nhỏ, những cái hạt cường mà nó khó sâu ấy, thì mình sẽ sử dụng những cây kim nha. Còn các bạn nào mà dùng những cái hạt to, những cái hạt cường to thì các bạn có thể sử dụng bằng cái sợi dây trực tiếp sâu qua luôn cũng được. Đây, ở đây mình có cái sợi dây. Mình có cái sợi dây cứ có giãn để sâu vào như thế này. Mình có cái sợi dây như thế này, các bạn có thể chuẩn bị cái sợi dây giống như mình nha. Đó, mình sẽ cắt nó ra nhé. Sau đó mình sẽ kéo giãn nó ra này. Đó, mình sẽ sử dụng cái sợi dây này để làm chiếc vòng tay. Còn nếu như mà mọi người không có cái dây giống như mình thì có thể chuẩn bị bằng các loại dây khác, nhưng mà nó phải có độ co giãn để mình có thể đeo vào tay được nhé. Bởi vì cái sợi dây này nó có độ co giãn ấy, nên là khi mà mình làm ấy vòng tay thì mình mới dễ đeo vào tay được. Đó. Và tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị đến cái sợi dây sâu vòng. Ở đây mình có hai hộp vòng như thế này. Về màu sắc, ngoài những cái màu cơ bản như là xanh, đỏ, tím, vàng thì mình còn có những cái màu lấp lánh rất là đẹp như thế này để mình có thể sâu thành những chiếc vòng tay lấp lánh nhé. Các bạn có thể tham khảo cái phần hộp hài của mình này. Ngoài những cái hạt hình tròn ra thì mình còn có những cái hạt hình trái tim này, hình ngôi sao này và hình quả bóng này. Đó, rất là đẹp như thế này. Và tiếp theo thì mình sẽ cần có cái hạt chữ nha. Hạt chữ cái. Bởi vì mình sẽ sâu thành cái tên của cầu thủ này, nên là mình phải có những cái hạt in hình chữ cái như thế này thì mình mới xếp thành tên của cầu thủ được. Tên của cầu thủ mình sẽ làm những chiếc vòng tay là
James Hendon nhé. Mình sẽ nhập riêng những cái hạt này ra để lát mình sau. Sau đó bây giờ ở đây mình dùng bằng màu đen trắng nha. Cái hạt chữ của mình dùng bằng hai màu đen trắng. Còn các bạn nào mà thích sử dụng cái vòng tay mà có nhiều màu sắc thì có thể chọn và lấy những cái hình chữ nó có nhiều màu để làm. Bây giờ mình sẽ sâu nha. Để sâu thì trước kia mình sẽ dùng cái sợi dây này. Sau đó mình sẽ cố định một đầu lại. Và mình sẽ sâu cái tên của cầu thủ này trước nha. Đầu tiên mình có chữ gì? Chữ A.